Thân chào mọi người, mình là Hoàng Sachi đây. Thì cũng đã lâu rồi mình không có quay video clip cho mọi người xem về cuộc sống ở Nhật. Thì tại vì ở Nhật dạo này rất là lạnh nên mình rất là lười ra ngoài. Hôm nay trời khá là đẹp và trời có một chút xíu nắng, thì mình sẽ ra ngoài và quay một cái clip vui vẻ cho mọi người cùng xem nhé. Thì hôm nay chúng ta sẽ quay clip về chủ đề là nhặt tiền ở Nhật rất là dễ dàng. Thì nhặt tiền ở Nhật như thế nào và nó dễ như thế nào, thì hôm nay các bạn cùng đi với Huỳnh Sachi. Thì như các bạn cũng đã biết thì ở Nhật á, nó có rất là nhiều máy bán hàng tự động. Và người ta sử dụng máy bán hàng tự động để mua nước hoặc là mua thuốc lá. Có những cái máy bán hàng tự động nó gần đường như thế này thì người ta sẽ nhanh chóng mua hàng và nhanh chóng rời đi. Có thể là người ta sẽ bỏ quên tiền lại đây. Và hôm nay chúng mình sẽ chạy lên những cái máy bán hàng tự động này xem thử coi người ta có bỏ quên tiền không, thì chúng ta cùng nhau nhặt nhé. Mọi người cùng đi theo mình nhé. Ngay khúc này chúng ta có 3 máy bán hàng tự động. Một cái máy bán hàng tự động là bán thuốc lá, một cái là bán nước, hai cái bán thuốc lá. Ở đây người Nhật người ta hút thuốc lá rất là nhiều, kể cả nam giới và phụ nữ, hút thuốc lá bình thường và hút thuốc lá điện tử. Thì bây giờ mình sẽ chạy lại cái máy bán hàng tự động này xem thật nhé. Đây là cái chỗ mà để tiền vào này mọi người, thì người ta sẽ để tiền xu vào đây hoặc là tiền giấy sẽ để vào đây. Thì tiền thừa nó sẽ rơi xuống đây. Không có nha mọi người. Chúng ta sẽ đi tiếp. Ở đây cũng có một cái nữa nè. Chúng ta sẽ tiếp tục vào cái thứ hai nha. Thì với làm cái video clip này nó cũng hên xui thôi. Tại vì mình thấy ở trên mạng có nhiều người cũng nhặt như vậy á. Thì người ta cũng nhặt có mà không biết mình nhặt có hay không. Nãy giờ hai cái không có rồi. Để coi xem cái này coi. Yeah. Đây là 10 yên nè mọi người. 10 yên thì bằng bao nhiêu tiền Việt? 2.000 tiền Việt. Yeah. Thu nhập đầu tiên là 10 yên rồi. Chúng ta sẽ tiếp tục đi tới những cái máy bán hàng tự động khác nha mọi người. Cùng đi nào. Ở Nhật á, thì được một cái là có rất là nhiều máy bán hàng tự động và rất là nhiều combini. Máy bán hàng tự động thì chỗ nào cũng có, trên trong hốc, trong hẻm, trên núi gì cũng có máy bán hàng tự động hết. Và phía đằng kia có một cái nữa kìa. Mọi người cùng đi cùng mình nhé. Đây là một cái máy bán hàng tự động mà bán nước nha mọi người. Thì chúng ta sẽ đi qua đây để xem. Nhìn giống cứ như là đi ăn trộm vậy mọi người. Thì đây. Wow, chúng ta đã được 10 yên nữa. Chúng ta đã thu nhập được 20 yên, một cái thu nhập khá là đáng kể. Chúng ta tiếp tục cuộc hành trình nha mọi người. Chào mọi người, thì hôm nay chúng ta lại tiếp tục với chủ đề là tiếp tục đột phá cái máy bán hàng tự động nha mọi người. Xem có tiền trong đây không và chúng ta sẽ đi nhặt. Thì là vui giống như là chúng ta đang đi làm cái gì đó. không có cái gì cả. Không có luôn. Thì ngoài ra mình sẽ giới thiệu về cái máy bán hàng ở Nhật. Thì đây là nó sẽ bán bia. Cái máy này là cái máy bán bia nha mọi người. Còn cái máy đây là cái máy bán nước bình thường. Thì ở Nhật máy bán hàng tự động á, nó bán rất là nhiều loại, từ thức ăn, bánh mì làm sẵn, nước uống, bia, thuốc lá. Nó bán rất là nhiều thứ và nhiều loại khác nhau, rất là tiện lợi luôn. Và ở đâu cũng có máy bán hàng tự động hết. Và bây giờ chúng ta sẽ đi chỗ khác và đột phá máy bán hàng tự động khác cho mọi người. Đây là bưu điện ở Nhật Bản nha mọi người. Thì bưu điện ở Nhật Bản nó rất là phát triển. Tại vì ngoài nó giao dịch hàng hóa thì bưu điện nó cũng là một cái ngân hàng, giống như là ngân hàng nhà nước Việt Nam Agribank đó. Thì Nhật Bản vẫn còn sử dụng tiền xu là do những cái tiện lợi của tiền xu mang lại. Ví dụ như là đi tàu điện, đi xe buýt, đi phương tiện công cộng. Hoặc là khi mà mua hàng ở những cái chỗ máy tính tiền tự động, máy thanh toán tự động này, thì nó rất là dễ cho tiền xu. Còn ở Việt Nam chúng ta thì không có sử dụng tiền xu được. Tại vì nó không có tiện lợi, nó dễ hư và dễ làm mất á. Thì đây là một cây bán hàng tự động khác. Thì mình sẽ tấn công vô đây nha mọi người. Không có gì cả. Tiếp tục chúng ta sẽ đi nha. Tiếp tục video về series nhặt tiền nha mọi người. Hôm nay mình sẽ tiếp tục quay. Cái video này là mình quay 3 lần luôn á. Không có gì hết. Đây là một cây bán hàng tự động
cho men bán nước. Ồ. Hai men nè mọi người. Thì nói tóm lại là mình xin kết thúc cái series phim Nhặt Tiền ở đây. Thì mình thấy là nhặt tiền thì cũng có thiệt, nhưng mà 10 yên thường là mình nhặt 10 yên, 50 yên mình chưa thấy. Vui như vậy thôi, chứ thật sự là nếu mà ở Nhật á, khi mà các bạn nhận được một cái số tiền lớn, ví dụ như 400-500 ngàn chẳng hạn, thì rất là phức tạp, là các bạn phải đem số tiền đó lên trình báo tới đồn cảnh sát. Thường thì người ta sẽ thấy số tiền đó, thì đa số là người Nhật người ta không có nhặt. Chừng nào mà số tiền lớn quá trong cái ví thì người ta mới nhặt đem trả lại cho người mất. Thì khoảng 90% là nếu mà các bạn làm rơi ví ở Nhật thì sẽ nhận được tiền và giấy tờ. Còn 99% thì sẽ nhận được giấy tờ, người ta lấy tiền rồi, người ta vẫn có những người khác là người ta đem giấy tờ bạn lên đồn cảnh sát. Khi mà các bạn làm quên, làm rớt đâu thì các bạn cứ báo cảnh sát. Nếu mà các bạn lỡ làm rớt tiền, quên tiền ở trên tàu xe thì cứ báo ngay ra tàu, thì người ta sẽ lục soát và kiếm cho bạn. Ở Nhật là nó rất là ít cái tình trạng mà trộm cướp và giật giọc, vẫn có chứ không phải không, nhưng mà rất là ít. Và khi mà các bạn mất tiền, các bạn báo đồn cảnh sát thì khoảng 90% là các bạn nhận lại được tiền hoặc là giấy tờ. Chúc các bạn có một buổi tối vui vẻ và cảm ơn đã theo dõi những cái video của Sachi TV. Mình là Huỳnh Sachi, cảm ơn mọi người.